Hello, xin chào các bạn đã lại với kênh Diễn Quỳnh Channel. Và ngày hôm nay Diễn sẽ đặc biệt vào bếp nấu một món ăn rất là đặc biệt và rất là dân dã của miền biển. Đó là cá ngừ rim thơm với nước dừa. Hello, xin chào các bạn trở lại với kênh Diễn Quỳnh Channel. Và ngày hôm nay là ngày 102 của giãn cách xã hội thì mình cũng vào bếp và mình sẽ nấu một món ăn rất là dân dã ở quê. Mình ở quê vùng biển thì mình nấu một món ăn rất là dân dã của vùng biển luôn. Đó là cá ngừ rim thơm. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về cái nguyên liệu để làm một món ăn dân dã cá ngừ rim nước dừa và thơm thì nó gồm những nguyên liệu thế nào. Nên tất nhiên là cá ngừ thì ở đây mình sẽ chọn cá ngừ nhỏ thôi, cá ngừ bông này nhỏ thôi, nhưng mà bạn có thể dùng bất cứ cá ngừ nào cũng được. Cá ngừ vừa hoa có bự, có người đại dương này, có quy cố này, hay là những cá bự ngoài biển vào thì các bạn làm sạch cá đi rồi bạn cắt mỏng ra. Tiếp theo là thơm riêng nước dừa và thơm là thơm phải có nha các bạn. Thơm thì mình sẽ cũng làm sạch sẽ rồi và mình cũng xét ra luôn rồi, và một chén nước dừa. Chỉ cần nước dừa là được các bạn, đừng có phân biệt dừa sim hay dừa bất cứ dừa gì, dừa đỏ hay gì cũng được, chỉ cần nước dừa là được. Và tiếp theo là mình có ít hành này, gừng này, tỏi này đó, và đi theo kèm theo để làm cho cái món ăn này nó ngon hơn. Và thì chúng ta phải nêm nếm cho nó hợp khẩu vị của từng người. Và những gia vị cần dùng của đầu bếp là tương ớt, tương cài. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ đi sơ chế cá nha các bạn. Đó, sơ chế cá thì bắt đầu mình sẽ đổ một ít nước. Mình đổ một ít nước xong rồi mình sẽ cho thêm hai thìa nước giấm vào. Và mình sẽ cho thêm một ít muối. Ít muối thôi. Rồi. Sau đó mình sẽ cho gừng vào. Rồi, sau đó mình sẽ cho cá vào mình ngâm đây các bạn. Mình ngâm một lúc sau á thì cá nó mới thấm. Mình ngâm cá ngừ này cho cá ngừ nó có những cái chất độc mà gây ngứa, dị ứng á thì nó sẽ hết. Trong cái thời gian mà để cho cá nó ngấm các bạn thì mình sẽ đi pha nước sốt. Thì đầu tiên mình pha nước sốt thì mình sẽ cho 2 muỗng nước mắm. Nước mắm này là nước mắm các bạn có thể mua ngoài siêu thị, còn mình thì lấy nước mắm làm thủ công. Hay thì nước mắm. Sau đó mình sẽ cho 2 thìa tương ớt. Đó, mình sẽ cho 2 thìa tương ớt. Và xong rồi thì mình sẽ cho thêm một muỗng lớn tương cà vào nha các bạn. Và mình sẽ cho thêm một muỗng lớn đường. Và mình sẽ cho thêm một ít bột ngọt. Chúng ta sẽ quậy đều nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mà cá mình làm sạch sẽ hết rồi, mình thấm rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm một ít nêm vào. Và sau đó mình sẽ giã cái hành và tỏi, cái gia vị này ra, hành tỏi ra. Giã nhuyễn ra nha các bạn. Mình sẽ giã nhuyễn ra. Các bạn nhớ là khi mình giã nó nát xong, nó niềng xong rồi, mình sẽ lấy cái nước nó, mình vét ra nước này ra để mình vét lên cái cá này. Mình không có bỏ cái xác vào nha các bạn, bởi vì cái xác này nó làm cho cá nó sẽ, lúc mình chiên nó sẽ bị cháy đi. Và mình sẽ lấy bóp ra cái nước này thôi. Rồi xong đó mình sẽ cho nó thấm, điều lên cho thấm. Đây các bạn, sau khi mà cá thấm rồi thì mình sẽ bỏ chảo lên, mình sẽ chiên cá đi. Thì mình để chảo lên sẽ cho nó nóng cái chảo, ráo chảo xong rồi mình đổ dầu vào. Cho dầu vào.
đó, mình chờ cho đến khi mà dầu nó sẽ nóng lên. Rồi, các bạn sau khi mà mình quan sát mình thấy mà dầu nó nóng lên rồi thì bắt đầu mình bỏ cá vào nha các bạn, bỏ cá vào mình chiên nó đi. Các bạn trong cái lúc mà chờ cá nó chiên lên thì mình băm hành ra, băm hành tỏi ra nha các bạn. Mình sẽ băm tỏi nhỏ ra các bạn. Sau khi mà băm hành với tỏi xong rồi các bạn băm đi các bạn. Thì quá trình chiên cá thì mình đừng có chiên cá cho nó chín quá, nó cá quá nó cứng quá, mình chỉ chiên sơ qua để cho cá nó được mềm, cái bộ mềm của cá để mình lúc mình sau khi mình quan sát thì mình thấy cá chín rồi các bạn. Mình chiên sơ thôi. Mình phần công đoạn tiếp theo đó là mình sẽ phi thơm cái hành tỏi gừng rồi đi. Mình chỉ chờ cho nó nóng dầu lên rồi mình cho thêm mấy cái này vào. Khi mà dầu nó nóng lên rồi thì mình sẽ cho hành này, gừng này, với tỏi. Mà lúc hồi nãy mình thấy rồi đó, bây giờ mình sẽ cho nó vào mình trộn lên. Rất là thơm luôn các bạn. Sau khi mà mình thơm xong rồi mình sẽ đổ cho cái súp vào. Mình phi xong rồi mình thấy còn thấy nó thơm, nó chính là mình cho súp vào các bạn. Mình quấy đều lên. Đó. Sau đó khi mà cho nước súp vào xong bằng cho nước dừa vào các bạn. Rồi. Khi mà các bạn đổ nước dừa vào á thì các bạn đun sôi. Các bạn sau khi mà mình quan sát mình thấy nước nó sôi rồi á, bắt đầu cho cá vào. Thì cho cá vào. Món ăn này cực kỳ dễ làm các bạn. Rất là dễ. Chân giả nữa. Trong khi mà chờ cá, chờ nước sôi lên bỏ cá vào thì các bạn mình đi chiên thơm các bạn. Chiên thơm mình lấy cái chảo đổ dầu vào và bây giờ mình phi hành đi. Mình phi hành coi nó thơm các bạn. Sau khi mình phi hành nó thơm lên á là mình sẽ cho thơm vào để mà mình chiên thơm nó đi, xào thơm đi. Khi mà mình quan sát mình thấy nó cá nó sôi trở lại thì bắt đầu mình sẽ cho thêm cái cho thêm thơm mà mình xào á, mình xào thơm á cho vào luôn. Đó. Ngon lắm các bạn. Rồi khi mà sau khi mình cho vào á thì mình quẹt máy đi, mình chờ nó đói, chờ nó sôi lại mình nêm cho nó đúng khẩu vị của mình ăn. Sau khi mà cá chín rồi á thì mình thêm vô một nửa muỗng cà phê tiêu nha các bạn, để cho nó cay cay thay. Rồi. Hello các bạn đã trở lại với kênh Dưỡng Quỳnh Channel. Thì hôm nay là sau khi nấu 45 phút thì mình đã có được cái món ăn rất là ngon. Các bạn nhìn rất là ngon đúng không ạ?
Thì bây giờ mình sẽ xôi cho các bạn thấy là món ăn này sau khi chín này thơm. Mình sẽ ăn ăn với cơm nha. Món này ăn với cơm là đặc biệt ngon lắm bạn. Ngon lắm bạn. Ngon quá. Sẽ kiểm tra cá các bạn. Ôi cá nó chín rồi, nó rất là mềm và nó cá này. Ngon tuyệt vời, nhức nách luôn. Cá người mà em với thơm với nước dừa với thơm với lại em với cơm là quá đã các bạn. Ngon quá. Các bạn thấy rồi đó, chỉ trong vòng 45 phút mình đã tạo ra được một món ăn rất là ngon, dân dã. Và chữ xin nam kết thúc video ở đây. Và cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn cho mình một cái đăng ký subscribe ở phía dưới. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn hãy bật chuông để theo dõi kênh của mình nhé.